chào các bạn. Tiểu sử Đặng Linh Nga. Đặng Linh Nga sinh vào ngày 12 tháng 1 năm 1986 là một diễn viên múa, nghệ sĩ ưu tú Việt Nam. Cô được mệnh danh là con thiên Nga của làng múa Việt Nam. Đặng Linh Nga sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Bố cô là nghệ sĩ nhân dân Đặng Hùng, mẹ cô là nghệ sĩ nhân dân Vương Linh. Năm 1996, khi 10 tuổi, cô là một trụ cột của nhóm múa Những Ngôi Sao Nhỏ. Năm 1998, cô bắt đầu sang Trung Quốc học múa. Năm 2003, cô đoạt giải diễn viên ưu tú trong cuộc thi múa toàn Trung Quốc Đào Lý Bồi. Năm 2004, cô tốt nghiệp trung cấp múa trường múa Quảng Đông. Năm 2005, cô đoạt huy chương vàng và diễn viên xuất sắc cùng nhà ca mối nhạc dân tộc Bông Sen trong hội diễn ca mối nhạc chuyên nghiệp toàn quốc năm 2005 tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2007, cô được mời làm giám khảo cuộc thi Hoa hậu Thế giới Người Việt tại Ukraine. Năm 2008, cô tốt nghiệp Đại học Múa Bắc Kinh chuyên ngành múa dân gian. Năm 2009, cô gia nhập đoàn ca múa Bông Sen. Về đời tư, năm 2010, Linh Nga lấy chồng tên Nguyễn Khánh Trọng, con trai của Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn. Hai vợ chồng có một con gái Nguyễn Khánh Linh Lì. Ngày 30 tháng 9 năm 2015, Tòa án quận 3 thành phố Hồ Chí Minh xử ly hôn cho hai người, cho Linh Nga nuôi con gái chung. Sau đó, ông Trọng khởi kiện Linh Nga vì đệ danh quyền nuôi con. Sau 3 lần xử, tòa quyết định đình chỉ vụ án do nguyên đơn đã vắng mặt trong cả 3 lần tòa phúc thẩm mở phiên xử. Cô có người em họ là thủ môn Đặng Văn Lâm, cầu thủ của đội tuyển quốc gia Việt Nam và câu lạc bộ bóng đá Mang Thông United. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.